lần phải dạy con đi lấy hàng theo đúng không có hai đứa chị đó nó phải như vậy đó chứ không phải chợ khách hàng ok à, đây bảy rồi bảy đó cưng lắm nữa đi chút xíu nữa đi không hai do feeling chút xíu cho người ấy uống thuốc ho đi rồi mình là với nhau nha quá trời quá trời dưỡng nghe dưỡng tàu hoài mai nhưng mà vẫn còn đẹp trai nên đứng trả đúng không ca đù con dưỡng có lấy cái đó ra mày chơi con quá kìa chơi người ta chơi lại sao. Bây giờ 7 giờ tối rồi, đoàn lên ăn tối. Nó báo là chưa có khớp á, sửa lại cho nó vô. Khoáng nó hư lại. Không sao hư được. Hư, lóc không được. Mình báo hồi nãy rồi. Buổi tối bắt đầu. Toàn. Toàn. Biết rồi, Toàn. Xuân kêu giùm anh Quân hả Toàn? Không, chị tưởng là mọi người chưa lên, chị kêu để cho anh nằm chút. Biết quá, biết quá. Không, anh ngủ quên đó Toàn. Chị không có chìa khóa vô. Không, chị kêu xuân kêu lần hấu. Cưng, tục tân. Tục tân, tục tân, tục tân. Em giờ nhậu rồi, không có cục tân gì đây. Gọi rồi. Tư. Vô. 107 Xuân bấm chuông kêu chú Quân lên ăn tối con. Đúng rồi. Nhưng mà tục tân xuống kêu đi. Giờ là tới giờ ăn tối.
rượu đỏ của mình hay của anh ta? Mình nhớ lấy 300 chai. 300 chai hả? Hai triệu mốt một chai rượu đỏ. Không, có chai kia có triệu à. Mà chai kia lạ không? Chai kia 2,7 có triệu à. Chai kia 2,20. Chứ ngoài nếu mà rượu mình đem vô là nó tính 300 phục vụ, còn nếu mà không thì 2,1 triệu một chai à. Không, ý là chị nói no problem, that dĩ nhiên rồi, nhưng mà muốn nói trên YouTuber mà tên muốn để cho vui, cụm cho vui chị rồi đưa cho anh Quân uống. Em gọi anh đi ngoài không được, em phải lên đây cầu cứu gì còn. Nhưng mà lúc này chị mai nó không kêu anh ăn vậy. Em không có thức được. Ủa? Ồ, không thức, không thức rồi. Anh ngủ đó, em nói cho ngủ đó. Em phải lên cầu cứu gì còn đó. Nói bỏ điện thoại thuốc, lúc thì đang gõ cửa YouTube đâu rồi, đang chụp quay phim thôi. Thì lúc thôi, có ai gõ, em đâu gõ à? À được. Happy weekend. Bữa nay thứ mấy vậy? Hôm nay là trời không biết ngày nào luôn á. Làm lại đó. Happy anniversary Tâm Toàn. Hải Âu ở đây cũng có thầy luôn nè, nghe ngày luôn. Ở đây ưu tiên này cưng. Ở đây ưu tiên này. Món đầu tiên buổi tối hôm nay người ta cho ăn súp. Ưu tiên này. Mời chị Phương, mời anh Trinh, mời anh Y, mời cả nhà nha. Mời. Có đồ mạnh ra, có đồ mồi ra. Để chạy này. He wants to say something. Nói tiếng Anh nha. Nói both Vietnamese and English. Lần này về Việt Nam sau 3 năm bị dịch nó cấm, rất là vui là được đi với bạn Toàn, gia đình bạn Toàn với lại bạn Hải Âu, gia đình bạn Hải Âu, Châu, và được rất vui là được mời anh chị Trinh và Phương đi theo tụi em. Thì hy vọng tất cả mọi người thấy vui vẻ và thấy một chuyến đi có ý nghĩa. Mình hẹn gặp lần sau nha. Ok. Rất gần. Yes. So, after 3 years of COVID restriction, we feel very blessed to be able to visit Vietnam again with my dear friends, Tuan's family, my dear friends, Hai O's family, Châu, and my brother-in-law and his lovely wife. Hope you all enjoy this trip and have some fond memories of it. And let's do it again in the future, okay? Yo! Yeah!
Thank you. Yo. Cân cứ chọc chị hoài, chị đã đi xin là chị quay phim không có mặt chị trong đó rồi, cứ mình chưa vừa lòng nữa, bây giờ chị mới quay chị vô một chút nè. Chị cũng tranh thủ chứ. I need more than just a few. Hôm nay đứng lên nói luôn đi. Anh đứng lên nói. Hôm nay có dịp đi Hà Nội, đi trên cái con tàu này cùng với lại các anh Quân, gia đình anh Quân, gia đình anh Toàn, gia đình của anh Hề đây. Một cái chuyến đi quá vui và em nghĩ là nó sẽ cho người sẽ giữ rất là nhiều cái kỷ niệm trong đó. Em cũng mong là các gia đình của mình đó, mỗi năm đều có những chuyến đi như thế này khi mà Việt Nam. Hay quá. Không có vụ đi học MVP ở Úc Rắp đi gắt rồi. Cái đó là mai mốt là mình là một phải đi họp để mình tu chỉnh đúng không? Mình là MVP mà đi Vegas rồi mình làm mình không có được xin no. Châu ơi, hồi nãy anh Quân đại diện cho gia đình chị, Thục đại diện cho gia đình Hải Âu, còn bây giờ Châu thay lời muốn nói just say something, say thank you or something. I love everyone. Yes, that's good. Goodbye, I love everyone. She say. How about cặp tình nhân mới anniversary? Say something. Thêm tiếng. Đây là chú mấy. Hôm nay là ngày chúng ta đi du thuyền chơi, ok? Mình được gặp mọi người ở trên du thuyền là quá vui, niềm vui rất là lớn, đúng không? Cho nên là chúng ta phải ăn chơi nhậu và say, đừng chơi hưởng thụ, làm được chơi được, làm không được thì đừng chơi, mà chỉ làm được phải chơi, ok? Rồi những người nào hứa hẹn gì đó thì cái đó tự xử mình không quen, đúng không? Bây giờ nãy chồng rồi, bây giờ vợ muốn nghe vợ say something, chờ mới anniversary mà. Ok, rất vui được quen biết với anh Trinh với chị Phương. Dạ, và cảm ơn chị Mai với anh Quân và Hải Âu và Nhi và Mai Châu là bạn từ nhỏ xíu, đã bỏ thời gian đi chơi với tụi em. Công việc này rất là bận rộn nhưng mà cũng có thời gian đi chơi, nhưng mà tụi em cũng có một cái phần là như là hân hoan, là tại vì mình cũng có những cái nguồn income thụ động, thu nhập thụ động để mà mình mới đi chơi được, và đi chơi rất là vui vẻ cùng với gia đình, cho nên cảm ơn anh chị đã ý nói là ngồi nhậu vậy đó. Ý nói ngồi nhậu là có tiền vô đó. Đúng vậy. Khi mà bạn slipping tiền vẫn vô nhà băng. Đó, nghĩa mình không? Tên. Ủa, em đi nó hút bên kia rồi, bên đây mà hút bên kia. Vỗ tay. Cưng cũng vậy, từ từ cũng có thôi, chứ làm gì vậy? Vô. Về sao không cũng có đâu. Thôi, vô. Mày nợ gì? Hay là món gì em gái? Nem Việt Nam mình. Nem Việt Nam hả? Đẹp mà ngon ha. Cho chị quay món nem Việt Nam của mình chút em gái. Đẹp quá à. Ngoài có xinh quá à.
Con này là gì? Nước mắm thôi. Dạ, vâng ạ. Vậy đó, chứ không phải chợ. Bảy à, cái bảy đó. Cưng. Lát nữa đi. Chút xíu nữa đi. Bông hai cho feeling. Chút xíu, cho người ấy uống thuốc ho đi rồi. Mình là với nhau nghe. Quá trời. Quá trời dưỡng nghe dưỡng. Nhưng mà muốn đẹp trai nên đánh trả đúng không? Cá đồ. Cá dưỡng có lấy cái đó ra một tỉnh con chơi người ta, chơi lại sao? Món này là món gì mà đẹp vậy em? Món gà. Cảm ơn em. Anh có nói không? Kêu cả bên này, bên sinh viên trả về là con dám không? Rồi em nói là kêu hai đứa cho nó bằng tuổi. Mỗi lần ăn xong là người ta thay đĩa hết. Ăn xong một món là người ta thay đĩa mới hết.
Chớn rồi. Ok. Đây, cho chụp cái dưỡng tắm. Đi. Sạ gà sốt chim bào ngư. Chắc cái này phải đưa qua Mỹ quá. Đang phí thời gian. Dưỡng là nấu đó rồi. Em có nồi chén chiên gà dạ. Sớm tuổi dưỡng cho lấy một bây giờ cỡ nào. Trên thuyền nếu mà các bạn không có ăn một mặn hay ăn chay, order người ta cũng có làm chay cho mình luôn. Đây là món chay, đẹp không? Ớt chuông, hành tây và cheese, cho trong có cheese. Dễ thương nha. Mỗi lần ra món mới á, hay giao đĩa giống như mình đi ăn nhà hàng Pháp vậy đó. Mình tấu lại bắt gà đi nội. Những cái thời đó gì cả những ông dài chắc cũng phải vậy đó. Tôi biết thời đó không ai biết thì là sao ấy, nhưng người sai lầm bên tàu đó. Đó là gà thương con gà luôn đó. Hối hận. Stupid. Archie, your face is beautiful. Pretty. Cái miếng này miếng mushroom. No. But this is good. I mean, like, hands on. I was, but it went away. You're right. You're right. Cảm ơn em. Cà ri chắc ngon à. Cà ri chay ngon ha. Mày hấp dẫn không? Cà ri chay hấp dẫn không? Đó, món ăn chay. Rồi. Quá vậy. Cái này ngon nè, cái này ngon nè. Ăn à. Dạ không? Cái đó là bánh chén phải không? Đúng rồi, bánh hỏi á, mà chiên lên. Bánh hỏi chiên lên. Cá này thịt bò nó lừa vừa đủ chín thôi.
cho nó chiếc bánh này nó cứng nhưng mà cái bơ bát chanh này rồi mấy cái cái gì à, câu mực câu mực hồi đó mình câu rồi đâu ai câu được gì đâu happy hour buy one get five free oh really yeah đưa nó cả đêm như con không ăn không được không được con nào luôn thì trước đi Tai chi, tomorrow. You guys have a listen. Don't ask me. You don't ask me. Okay. Itinerary tomorrow. Yeah, picture. Okay, sunrise and listen. Normally around 6:55. Well, so that's. You guys, you're waiting.